quyết giải quyết. Thứ nhất là lý thuyết về giao thoa sóng ánh sáng, một lớn lý thuyết. Chúng ta đi vào phần một nhỏ, chúng ta sẽ tìm hiểu hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng. Thế nào là hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng? Thì các em phải nhớ cho thầy. Ở ngoài đời sống các bạn đã gặp cái hiện tượng này rồi. Gặp rồi đấy ạ. Chúng ta nếu đang học tập này, đang ngồi xem video của thầy lúc 11 giờ đêm, hãy tắt hết bóng đèn phòng đi. Tắt màn hình máy tính đi chúng ta cầm một cái điện thoại ra ngoài bật flash lên chiếu vào trong phòng của chúng ta qua một khe hẹp nhỏ thôi các bạn sẽ thấy một điều là gì ánh sáng qua khe hẹp đó chiếu sáng gần hết cái phòng chứ không chỉ là một nỗi nhỏ ta quan sát được đó chính là kết quả của hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng chúng ta cùng nhìn đến đây thầy trò chúng ta bắt đầu đi vào làm thí nghiệm nhé thầy có một nguồn sáng s một khe hẹp đây một khe hẹp đây và trong này là ta dùng để quan sát nhé đây là một buồng đi một buồng v được không ạ khi ánh sáng truyền từ nguồn S qua khe hẹp O qua khe hẹp O thì nếu như ánh sáng truyền thẳng thì sẽ tới A và B được chưa các em tới hai vị trí A và B nhưng có một người dùng mắt ở vị trí M khác A và B thì thấy ánh sáng cũng truyền tới M tức là nó lệch khỏi phương truyền thẳng, nó không còn tuân theo định luật truyền thẳng nữa. Đó chính là kết quả của hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng. Vậy thế nào là hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng? Các em trả lời được là gì? Là hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng không tuân theo định luật truyền thẳng. Đúng chưa nhỉ? Tức là gì ạ? Nó lệch khỏi phương truyền thẳng. Ánh sáng bị lệch khỏi phương truyền thẳng khi đi qua khe hẹp hoặc lỗ tròn, được chưa ạ? Cái này ta có kết luận các em cùng nhìn đây nhé Thứ nhất, nhiễu dạng ánh sáng là gì? Là hiện tượng ánh sáng không tuân theo đi được truyền thẳng ánh sáng Hay, ngắn gọn hơn là gì? Là ánh sáng bị lệch khỏi phương truyền thẳng Khi đi qua khe hẹp hoặc lỗ tròn để chưa? Thứ hai, chúng ta quan sát được Quan sát được khi ánh sáng đi qua khe hẹp hoặc lỗ tròn Thầy nói đây rồi Hoặc là ở đâu? Hoặc là ở đâu? Các em nhớ thầy Hoặc là gần mép những vật trong suốt Hoặc không trong suốt Nhớ thầy nhé Nhắc lại này Hiện tượng nhiễu dạng ánh sáng là hiện tượng ánh sáng không tuân theo định luật truyền thẳng hay ngắn gọn hơn là gì là ánh sáng bị lệch khỏi phương truyền thẳng khi đi qua khe hẹp hoặc lỗ tròn chúng ta quan sát thấy ở đó là đặt mắt ở sau khe hẹp hoặc lỗ tròn hoặc là đặt mắt ở gần mép những vật trong suốt hoặc không trong suốt được chưa vì chính vì hiện tượng này xảy ra cho nên ta sẽ tiếp tục sang hiện tượng tiếp theo chính là một thí nghiệm về giao thoa ánh sáng của nhà khoa học Yung chúng ta cùng quan sát nhé giao thoa ánh sáng ở đây chúng ta bố trí thí nghiệm như sau thầy có một đèn D